Hãy chọn về nhà ăn cơm. Chào đón toàn thể quý vị quan khách quý đã có mặt tại không gian tiệc mừng tân gia đại cát trang trọng của gia đình anh chị Gương Sượng trong buổi trưa ngày hôm nay. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị, trân trọng và kính mến, và trong giây phút này đây, những lời nói đầu tiên cho phép MC Thanh Thành đồng hành cùng với trung tâm tổ chức sự kiện nhà sạp Sơn Trang xin được gửi tới toàn thể quý vị quan khách quý, các cụ, các ông, các bà, cô dì, chú bác cùng toàn thể các bạn trẻ nam nữ thanh niên lời cảm ơn chân thành, lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị, trân trọng và kính mến, và đúng là để có được một ngôi nhà khang trang đẹp đẽ thì đó là mơ ước của biết bao nhiêu người, đúng không quý vị? Và ngày hôm nay thì anh chị Gương Sượng của chúng ta ngày hôm nay đã có được cho mình niềm vui, niềm hạnh phúc ấy. Và sau bao nhiêu năm tháng đợi chờ, mong mỏi thì ngày hôm nay niềm vui, niềm phấn khởi của gia đình anh chị đã được đền đáp rồi, đúng không quý vị? Và trong giây phút ở đây, không để quý vị phải chờ lâu hơn nữa, xin được trân trọng kính mời toàn thể quý vị sẽ cùng hướng tròn ánh nhìn của mình về phía sân khấu để cùng chào đón những nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay. Đó chính là gia đình anh chị Gương Sượng, xin được trân trọng kính mời. Và chúng ta sẽ cùng dành một tràng vỗ tay thật lớn để cùng chào đón gia đình anh chị Gương Sượng ngày hôm nay, được không ạ? Vâng ạ, rất là tuyệt vời ạ. Dạ vâng, kính thưa thể quý vị, chị trân trọng và kính mến, và đang hiện diện trên sân khấu ngay lúc này đó chính là anh chị Gương Sượng cùng với hai đứa con của mình, đúng không quý vị? Và trong giây phút này thì Thanh Thành cùng với tất cả mọi người, chúng ta cùng chung mục đích, cùng trở về với hội trường ngày hôm nay để cùng mừng tân gia đại cát cho gia đình anh chị ngày hôm nay. Thì Thanh Thành tin chắc rằng anh chị Gương Sượng của chúng ta cũng đang rất là vui mừng khôn xiết ngày hôm nay, đúng không quý vị? Và ngày hôm nay để đáp lại những tình cảm thắm tình của toàn thể quý vị quan khách dành cho gia đình anh chị Gương Sượng trong buổi trưa ngày hôm nay, thì Thanh Thành cũng xin được trân trọng kính mời gia đình anh chị sẽ có một lời quý chào thật sâu để cùng gửi tới toàn thể quý vị quan khách ngày hôm nay với xin được trân trọng kính mời. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị, chị trân trọng và kính mến, quả thân ngày hôm nay quý vị quan khách quý của chúng ta cũng đã không quản ngại đường xa xa xôi, không quản ngại mưa nắng, mất chút thời gian vàng bạc quý hóa của mình để cùng trở về đây chung vui với niềm vui, niềm hạnh phúc của gia đình, cũng là để chúc mừng hạnh phúc, chúc mừng tân gia đại cát cho gia đình anh chị Gương Sượng trong buổi trưa ngày hôm nay. Thì ngày hôm nay thì gia đình anh chị cũng như toàn thể quý vị hãy cùng dành những giây phút lắng đọng để cùng nghe anh Gương sẽ có những lời phát biểu cũng như là gửi lời cảm ơn tới toàn thể quý vị quan khách quý ngày hôm nay. Dạ vâng, kính thưa thể quý vị, chị trân trọng và kính mến, ngày hôm nay thì ngày mừng tân gia đại cát cho gia đình anh chị Gương Sượng ngày hôm nay thì gia chủ của chúng ta cũng đang vui mừng khôn xiết nên là không thể nói đến lời rồi, đúng không quý vị? Và ngày hôm nay thì cũng không biết nói điều gì hơn, kính chúc cho gia đình anh chị Gương Sượng ngày hôm nay luôn luôn gặp nhiều may mắn, làm ăn phát đạt, tấn lộc tấn tài, đúng không quý vị? Và cũng xin chúc cho toàn thể quý vị quan khách quý ngày hôm nay chúng ta có một bữa tiệc rượu vui vẻ, ấm cúng và hạnh phúc. Và Thanh Thành thì cũng xuất thân từ một người con, một người em dân tộc Thái đến từ mảnh đất Trường Khay của Nhai Sơn La để cùng trở về đây cùng chung vui với điều hạnh phúc của gia đình anh chị Gương Sượng trong buổi trưa ngày hôm nay. Thì cho phép Thanh Thành sẽ được phát biểu đôi lời bằng tiếng Thái, được không ạ quý vị ơi? Chiếc tiếng lại phơ mê phi năng hơi xương Tao cỏ hù mơ nì Ý ai Gương Sượng hao cỏ mơ nì Nhắc hà lẻ mơ lì vết trăng Mơ sàn vết chép Mơ lẹp chém ngam bỉ chất mật mà nhắc tổ chức hình hết mở mình đi gọi nhắc lại bơi sung bị sung mai sung mải sung bếm sung bò sung bè không cần nhắc bơi tránh bơi trì không cần nhắc thấy năng xử lý vì hộ kiểm bắt tủm bắt tôm tôi ý ai gửi sượt mình đi mớ lăn cổ biết rằng so tăng nả ý ai gửi sượt có so chúc hẳn sung bị sung mai sung mải sung bếm sung bò sung bè phủ diện về bàn hợp bất tướng trở bàn diện càn vương hợp bất tướng trở hù phủ tánh ca tính thái càn lầy man không phủ biết nồng biết nam biết bà tổ mẫu phủ hết biết bờ gió để phủ bờ trở lý cho mân hở phô mẹ ảo à ý ai tinh cá hảo cần mà dưng dân hằng lầy cây sang bên hằng sơ mỹ sơ tây đất sơ mải sơ em đơ. Dạ vâng, kính thưa thể quý vị, trên trân trọng và kính mến, ngày hôm nay là ngày vui, ngày phúc của gia đình anh chị Gương Sượng trong buổi trưa ngày hôm nay. Thì anh chị Gương Sượng cũng sẽ có những chén rượu mừng để thay cho những lời cảm ơn ngọt ngào nhất mà gia đình anh chị gửi tới toàn thể quý vị. Thì sơ mải sơ em đâu mà đi có mưa lý mưa trăng ý anh Gương Sượng có nhắc hà lẩy mưa lý mưa tràn nhắc tổ chức tỉnh ấn mơ mơ ý anh có nhắc chim bia chén lẩu tre vâng chú hở sơ mải sơ em sơ mỹ sơ mai chén lẩu tre vâng sơ mải sơ em ơi.
Vâng ạ, và ngay giây phút này thì Thanh Thành xin được trân trọng kính mời toàn thể quý vị quan khách ở phía dưới. Chúng ta sẽ cùng rót tràn trề những chén rượu hạnh phúc của mình và cùng dơ thật cao chén rượu của mình, uống cùng với gia đình anh chị Gương Sườn ngày hôm nay một chén rượu. Chúc mừng được không ạ? Sức mạnh sức mềm ơi, là sống ơi sức mạnh sức mềm, hậu cần khái chén đảo tiềm mừng nọ, hậu cần tướng cử lại báu, hậu cần tướng cử kiến tố tay hơn ý anh Gương Sườn không mà đi chén đảo chém lại bảy lại vẫn là sức mạnh sức mềm ơi. Vâng ạ, chén rượu của mình lên được không ạ? Vâng ạ, và ngay bây giờ thì cho phép MC xin được phép bắt nhịp 1, 2, 3 quý vị dô thật to, 1, 2, 3 thì quý vị dô lần nữa, 1, 2, 3 chúng ta cùng dô đều. Chúc mừng Tân Gia Đại Cát, quý vị đã thuộc hết chưa, sẵn sàng chưa? Vâng ạ, trước khi hô thì Thanh Thành xin mời đại gia đình chúng ta sẽ cùng. Vâng ạ, rất là tuyệt vời, quý vị sẵn sàng chưa? Quý vị ơi, vâng ạ, còn hơi bé, quý vị hô thật to và thật rõ ràng được không ạ? Quý vị ơi, sức mạnh sức mềm ơi, 1, 2, 3 chúc mừng Tân Gia Đại Cát ở hành đất sức mạnh sức mềm nữa. Vâng ạ, xin mời đại gia đình của chúng ta hãy cùng uống hết chén rượu của mình được không ạ? Vâng ạ, xin cảm ơn toàn thể quý vị quan khách ngày hôm nay rất là nhiều. Xin mời toàn thể quý vị chúng ta sẽ cùng ngồi xuống bàn tiền rượu của mình. Vâng ạ, xin cảm ơn quý vị rất là nhiều. Và trong ngày vui trọng đại của gia đình anh chị Gương Sườn ngày hôm nay thì gia đình anh chị cũng sẽ nhận được rất là nhiều tình cảm đến từ những người anh, những người chị, những người cô, những người chú, những người bác, những người bạn bè, đồng nghiệp của anh chị Gương Sườn ngày hôm nay được không ạ? Và ngày hôm nay thì anh chị Gương Sườn của chúng ta sẽ còn đón nhận được rất là nhiều tình cảm, những món quà ý nghĩa đến từ những người thân quen nhất của mình. Và một món quà ý nghĩa đầu tiên sẽ đến từ con gái Đèo Thị Tình. Trong ngày vui, ngày hạnh phúc của bố mẹ mình ngày hôm nay cũng sẽ có những món quà yêu thương, món quà ý nghĩa gửi trao cho anh chị Gương Sườn ngày hôm nay. Xin được trân trọng kính mời. Tấm tình sẽ cùng gửi gắm cho anh chị ngày hôm nay được không ạ? Vâng ạ, rất là tuyệt vời, xin được cảm ơn anh trai rất là nhiều đã có những món quà yêu thương, món quà ý nghĩa gửi trao cho gia đình anh chị Gương Sườn ngày hôm nay. Vâng ạ, sau khi trao quà thì chúng ta sẽ cùng nán lại sân khấu một chút để trao cho gia đình anh chị Gương Sườn ngày hôm nay món quà đến từ cháu gái Đèo Thị Xuân. Trong ngày vui, ngày phúc của anh chị ngày hôm nay cũng sẽ có những món quà rất là ý nghĩa gửi trao cho anh chị Gương Sườn ngày hôm nay được không ạ? Với xin được trân trọng kính mời. Vâng ạ, em gái của chúng ta rất là xinh được không ạ? Một tràng vỗ tay thật lớn cho em gái của chúng ta ngày hôm nay được không ạ? Vâng ạ, rất là tuyệt vời, xin cảm ơn tình cảm của quý vị rất là nhiều. Vâng ạ, món quà rất là tuyệt vời ạ. Vâng ạ, một tràng vỗ tay thật lớn nữa cho gia đình anh chị Gương Sườn ngày hôm nay được không ạ? Vâng ạ, rất là tuyệt vời ạ. Vâng ạ, em gái của chúng ta rất là chu đáo đúng không quý vị? Vâng ạ, món quà không chỉ là giá trị và món quà đấy còn rất là ý nghĩa nữa. Theo nữa sẽ đến từ vợ chồng anh chị Đèo Văn Thoải ạ. Vâng ạ, xin được trân trọng kính mời vợ chồng anh chị sẽ cùng cầm những món quà yêu thương của mình mang đến sân khấu hạnh phúc gửi trao cho anh chị ở Gương Sườn ngày hôm nay. Xin được trân trọng kính mời. Và một món quà ý nghĩa tiếp theo nữa sẽ đến từ vợ chồng cậu Đinh Thường ạ. Cũng sẽ có những món quà yêu thương gửi trao cho gia đình anh chị Gương Sườn ngày hôm nay. Xin được trân trọng kính mời. Cảm ơn quý vị ơi. Xin mời xin mời ơi. Thầy cũng xin được trân trọng kính mời toàn thể quý vị quan khách quý yêu của chúng ta ngày hôm nay. Quý vị quan khách nào có những món quà yêu thương, món quà ý nghĩa mà không thông qua ban tổ chức ngày hôm nay cũng xin được trân trọng kính mời toàn thể quý vị sẽ cùng cầm những món quà yêu thương của mình mang lên sân khấu gửi trao cho anh chị Gương Sườn ngày hôm nay. Xin được trân trọng kính mời. Vâng ạ, rất là tuyệt vời ạ.
những bó hoa rất là giá trị, rất là tuyệt vời đúng không quý vị? À, hôm nay thì em cũng chẳng có gì, một món quà nhỏ bé gửi tới anh chị và các cháu, một món quà rất, nói chung là không có gì bằng tài sản mà bằng ý nghĩa tình cảm của em trao cho anh chị. Thì chúc anh chị là thân gia phát tài phát lộc, mãi làm ăn phát tài. Vâng, cảm ơn. Vâng ạ, xin cảm ơn anh trai rất là nhiều đã có những món quà yêu thương gửi cho anh chị Khương Sơn ngày hôm nay. Dạ vâng, kính thưa thể quý vị anh chị trân trọng và kính mến, và trong giây phút này đây thì gia đình anh chị cũng gửi lời thông qua ban tổ chức rằng ngày hôm nay quý vị chúng ta đã không quản ngại đường xa xa xôi, không quản ngại mưa nắng, bất chút thời gian vàng ngọc của mình để cùng trở về với hội trường ngày hôm nay, để cùng chúc mừng tân gia đại cát cho gia đình anh chị Khương Sơn ngày hôm nay. Thì Thanh Thành cũng không biết nói điều gì hơn, kính chúc cho toàn thể quý vị quan khách quý ngày hôm nay luôn luôn thật nhiều sức khỏe, gặp nhiều may mắn trong công việc và trong cuộc sống. Và cũng xin chúc cho toàn thể quý vị quan khách luôn luôn sẽ có một bữa tiệc rượu vui vẻ, ấm cúng và hạnh phúc. Xin được cảm ơn tình cảm của toàn thể quý vị quan khách ngày hôm nay dành cho gia đình anh chị Khương Sơn ngày hôm nay rất là nhiều. Và trong giây phút này đây thì cũng xin được trân trọng kính mời gia đình anh chị Khương Sơn, chúng ta sẽ cùng nắm chặt tay nhau, cùng dẻo bước trở với từng dãy bàn tiệc, cùng gửi gắm những tình cảm thắm tình của mình gửi tới toàn thể quý vị quan khách quý ngày hôm nay. Xin được trân trọng kính mời.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.